lấy tên phải không? Dạ trời. Tôi rủ tôi đang hai thằng luôn được không? Nhà gì làm gì mà khó khăn về gì? Ôi vợ chồng ba ông ba này. Tám trắng nữa, tám trắng rồi đồng hai lốt. Nhà con hỗ trợ để nhà con ăn tiếu rồi chứ chứ tám trắng nhà gì lại tiên phong với cả thế thì. Mình ở mình sống mình phải có cái tấm chứ. Thôi, chúng nó đó. Thôi gửi thì quên lại của nhà con thì được tạm tạm thì nhà con phải hưởng được tạm tạm nhỉ. Thì đúng rồi chứ nhà. Nhà thì nhà con. Nhà con có phải bảo là nhà gì ăn đâu thì nhà con được tạm tạm phải được chờ. Thôi lại giặt phong tả thôi, tả kề thì lại giặt phong tả thôi, không tả chi. Trả nhanh tiền, tiền. Kiên nó kêu của bác tôi, bác tôi kêu nó đúng, bác tôi sai à. Quên lời của cái tài chính. Đúng là có lẽ khiếp đó. Tối này là tôi cũng lấy tên thôi, tạm trắng rồi tối này là đặt tên phong cả luôn. 300 tên ăn tên được, là tôi đặt tên phong luôn cho ông ba luôn. Thế đó tổng cộng bao nhiêu? Bây giờ như 100 ngàn thôi chứ không có 800 chính ngàn. Thì ba ba đưa đôi tối là được một đứa tặng tặng cho tôi rồi cho ông bà ông bà là ông bà đi cái đi 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 tầm ba hai tư đúng chưa đúng chưa đấy là của thằng nào đây thằng chi thằng này đúng không thằng trường nào cũng vậy à thằng thằng này là đèn đâu à thằng này là tôi tiền tiền nó ba. Ờ. Đúng rồi, thủ thủ giặc phong tả đây chứ. Được rồi, được rồi.